Đây, cả nhà biết cái này cái gì không? Bà Châu biết cái này cái gì không con? Hả? Châu biết cái này cái gì không? Nè, cái này trái nổ nghe. Ồ, cái này trái nổ đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi nghe, mình hứng miếng nước. Rồi, Châu dặn miếng nước giùm ba đi. Rồi, đóng lại. Rồi, cái này trái nổ nghe. Khi mà mình bỏ vô nước á, là nó sẽ nổ. Ba sẽ bỏ nguyên bụng vô luôn. Ừ rồi, ba bỏ thôi nè. Rồi coi nó nghe, chờ nó nghe, chờ kết quả nghe. Đó 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 đó, đừng đừng dán dán, nó dán vô mắt con nè. Đó rồi, hết rồi đó, đổ ghê không? Còn không đó? Ôi cũng còn nữa đó. Ủa, nó nổ banh chành hết rồi nè Châu ơi. Con làm gì vậy? Mấy cái đó cái vỏ mà nó hết nổ nữa rồi. Ôi, nổ văng lên đầu con rồi nè. Thấy nữa không? Ừ? Chơi nữa không? Để hồi nữa ba đi kiếm nữa ha, ba đi kiếm nữa cho Châu chơi ha. Trời ơi, nó nổ văng lên mặt Châu kìa. Quay cái mặt qua đây cái.